Hôm nay công ty cổ phần thế giới thông minh và nhà sản xuất và phân phối Phương Sinh Học Quét đến đây tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu đến bà con nông dân chế phẩm sinh học chăm sóc cho tất cả các loại cây trồng. Thì trong cái buổi hội thảo hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần tham dự. Về phía công ty cổ phần thế giới thông minh, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thiện là tổng giám đốc công ty. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phùng. Và tôi là Võ Thành Phong, giám đốc kinh doanh của công ty cổ phần thế giới thông minh. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa tất cả bà con nông dân, nhằm giúp bà con nông dân chúng ta sử dụng các sản phẩm sinh học, trong đó có phân sinh học Quét, phục vụ cây trồng cũng như chăm sóc lâu dài, ngăn ngừa được hiệu quả các loại nấm bệnh, cũng như tạo được điều kiện cho bà con nông dân chúng ta sản xuất được nông sản sạch, an toàn, hội nhập cùng thế giới. Thì ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm là trước đây công ty cũng đã gửi phân về làm thử nghiệm một số cái mô hình của địa phương. Thì qua cái cảm nhận thực tế bà con nông dân sử dụng hiệu quả các phân sinh học thì sẽ có một số cái ý kiến phát biểu của bà con nông dân trong cái cách sử dụng hiệu quả của phân sinh học Quét. Thì cái nguồn gốc của cái phân sinh học này là được trích ly từ các loại thảo dược ở Hoa Kỳ. Thì bà con cũng biết là cái phân này là cái phân, cái nguyên liệu nhập từ Mỹ về Việt Nam. Thì ở đây chỉ pha chế và đóng bao bì thôi, còn bộ nguyên liệu thì được nhập từ Hoa Kỳ. Khi bà con sử dụng cái phân sinh học Quét này trên cái cây trồng của mình thì đất luôn luôn lúc nào nó cũng giữ được cái độ ẩm, giúp cho cái bộ rễ phát triển rất là mạnh mẽ. Và tiếp theo chúng tôi xin mời phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng sẽ đánh giá thêm về mặt khoa học của cái sản phẩm phân sinh học Quét này áp dụng cho tất cả các loại cây trồng. Như vậy thì trên thị trường hiện nay là phân thuốc quá nhiều, không biết bà con xài cái gì là cho có lý, đúng không? Thành ra là làm sao đứng về góc độ nhà khoa học, chúng tôi muốn bà con phải xài cái gì đó mà nó có độ tin cậy cao và nó có hiệu quả cao nhất. Có hai cái, thứ nhất là cái độ tin cậy cao, thứ hai là hiệu quả nhất. Hai cái đó là bà con mong muốn. Như vậy thì cái sản phẩm web này đó, thứ nhất đó là nó là sản phẩm của Mỹ, Hoa Kỳ. Mà bà con biết đó là mình gia nhập TPP, mà khi mà nói một cái loại cây trồng mình mà xài một sản phẩm của Mỹ đó là rất dễ bán. Do đó cái web này, cái khác biệt đầu tiên hết là nó làm được là nó cải tạo đất. Vì cái sản phẩm web này là có 41 cái chất chiết xuất từ thảo mộc, và cái này là cái điều bí mật của Mỹ. Thành ra loại có loại vô thì nó kích hoạt cây trồng, coi như là tiếp thu ánh nắng tốt, tiếp thu nhận phân và nước tốt. Có loại vô thì nó diệt sâu, diệt bệnh, diệt nấm. Có loại là nó làm kích hoạt vi sinh. Thành ra 41 cái loại thảo mộc đó là trong cái phân này. Cái phân này là toàn bộ là hữu cơ, nó không có NPK trong này hết, nhưng mà nó làm được cái việc đó, nó diệt hết những mầm mống sâu bệnh, cứng cây dày lá, quằn bông kiểu hạt, là nó kích hoạt sức mạnh bên trong của cây, nó làm cho cái cây là hoàn toàn khỏe mạnh. Cái đó là cái tác động của cái phân web này, mà cái khác không có. Và nếu mà một cái đặc biệt nữa là gì, những cái cây mà nó bị bệnh á, thì chính cái phân web này là nó giải quyết tận gốc, ít có xài thuốc. Ví dụ cây ớt dễ bị bệnh, cây sầu riêng dễ bị bệnh, cây cam mình cũng bị bệnh đó, rất nhiều đối tượng bị bệnh. Còn cái trên Tây Nguyên là mới cái hội thảo Tây Nguyên, cây hồ tiêu là bị bệnh dữ lắm, chết nhanh chết chậm, xài phân web năng suất là 5 tấn cho tới 8 tấn một mẫu . Tức là ai chưa có làm là cứ có phân đây rồi. Bà con về là cái người mà đi trước hướng dẫn người đi sau. Tại đây có ít nhất là 3-4 người đã xài rồi, thông tin có đây rồi, người xài đã có đây rồi. Và từ đó thì tôi tin rằng nông dân chúng ta sẽ tiếp thu được cái sản phẩm này. Cái buổi hội thảo này là một buổi hội thảo khoa học, nó cung cấp cho bà con một cái giải pháp, mà giải pháp bây giờ nó khó nhất cho bà con, đó là phải làm gì để mà ổn định được năng suất chất lượng của cây trồng và bảo vệ môi trường. Đó. Chúc bà con mình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn.
Giờ bây giờ tiếp theo chương trình xin mời nông dân phát biểu. Rồi. Thì hôm nay cũng thật ra thì cách đây khoảng 3 tháng này thì anh Phụng có chuyến đi công tác. Ngang đây thì anh Phụng có cho tôi là 30 lít quét. Thì sau khi đó tôi mới phân chia ra là tôi 10 lít. Thì ông Lê Văn Hùng, ba Hùng mình đó là 5 lít. Anh Sáu Tài 5 lít. Thằng Đôn 5 lít với Tư Chức 5 lít. Thì thôi bây giờ hôm nay đó thì qua cái đánh giá thì riêng tôi thì cái đó thì chắc có lẽ sau khi cái hội thảo xong, còn nếu anh em mình có ra tham quan cái miếng vườn tôi thì tham quan coi cái hiệu quả như thế nào. Còn riêng cái phần đánh giá thì hôm nay do thời gian có hạn thì chắc có lẽ là mời thì ông Ba Hùng với Tư Chức để đánh giá cái vấn đề chất lượng, rồi những cái người mà chung quanh để xem cái miếng vườn của ông Hùng với của ông Tư Chức đó coi như thế nào. Thì trong khi tôi xài là thử nghiệm cho cái cây cam thì trên cái vùng cây đó dòm thấy cái cây là phân biệt rõ ràng, nó là khác hẳn với cái loại phân khác. Sau khi bây giờ nó đang bung đọt mà nó mập cái đọt lên là cái lá nó rất là dày. Thì cái sản phẩm này thì tôi nói với bà con là chúng ta nó tiêu dần nó mát được, nhưng mà chúng ta dám đầu tư thì nó cũng dám cho ta tiền, nó không phải là ít. Thì trên cái cơ bản hôm nay tôi chỉ xài sử dụng trên cái web này thì trên cái cơ bản nó là cái hữu hiệu đối với cái cây trồng. Thì cũng nói với bà con thì tôi bây giờ nói thì để dưỡng chứng. Thì đây cũng có anh để có thử nghiệm ở sau lưng này. Thì dòm nữa nó thấy rồi nó cũng khác biệt rồi. Thì cũng mong bà con thì chung với cái nhà khoa học đối với cái sản phẩm này chúng ta sẽ là sử dụng và bền vững và cái vững chắc trên cái môi trường. Thì chúng ta thịt thì không có thấy hại gì con người. Phun dịch thì rất là tốt đối với những cái môi trường. Thì chúng tôi cũng đến đây thì cũng có ít lời về đến bà con, thì cũng cảm ơn công ty là nó có cái phần đầu tư và cái cách nhập khoa học để hướng dẫn để làm cho cái môi trường sạch đẹp, những cái thứ nhất là cái nông sản sạch đối với địa phương. Thì cũng là cuối cùng cũng cảm ơn các cái nhà khoa học của cái công ty. Hai nữa là cảm ơn bà con đã giữ, thì tôi cũng đâu có lo lời được xin hết. Mời anh Chức lên phát biểu trong vấn đề cái mình đã áp dụng có hiệu quả như thế nào. Xin mời anh. Trước hết cũng thưa bà Chủ tịch, xin thưa là các nhà khoa học trong này có anh Thiên và anh Phụng. Thì cái nhà khoa học để về trao đổi cho bà con nông dân. Thì qua năm nay thì đến với bà con dân mình thì xong rồi thì tôi được dự, cho nên là chỗ Phụng có tặng cho là một can để về sử dụng thí nghiệm. Hiện nay cây của tôi nó trở thành tốt và vẫn là ra qua này kia, hiện giờ nó đang xanh tươi rồi, nó vẫn là có bông và vẫn là như thế. Và cái ngày hôm nay bắt giữ bà con dân mình ở đây có đầu lời cũng nói thiệt vậy, thì trước hết là với lời cũng chúc chúc bà con dồi dào sức khỏe và trong đó là gia đình hạnh phúc, được cái là dồi dào ăn phát đạt. Xin trân trọng cảm ơn hai nông dân đã phát biểu trong cái điều kiện cho sử dụng cái phân sinh học Red để làm cái mô hình. Tiếp theo xin mời ý kiến của bà con nông dân. Tôi tên Dương Văn Hùng ở hợp tác xã trồng cây ăn trái của ấp 5B. Xin hỏi ý kiến ở trong sản phẩm Red có nói là tôi phải nhất là không được pha với các sản phẩm khác. Đó. Mặc dầu tôi chưa xài, nhưng mà cái câu đó là câu tôi phái nhất, đó là một cái loại phân bón, mặc dầu tôi chưa xài. Và cái ý thứ hai thì có nói là dùng đất ở chúng tôi thì dùng đất nó không thể nó giống nhau. Bây giờ ở dưới đây cách là 1000m thì nó có hai con kinh, nhưng mà hai đầu kinh của bà con á, ở hai đầu đất á, thì nó tương đối nó tốt hơn ở bà con ở ngay khoảng giữa. Nếu mà dùng một sản phẩm quét mà để pha đúng như liều lượng khuyến cáo thì tôi cho là phù hợp. Còn những bà con mà ở ngay chặng giữa thì thường ở đây là dùng đất thấp, nó phèn nhiều hơn hai đầu. Cho nên cái sản phẩm quét mình có thể tăng cái liều để mình sử dụng nó tốt hơn không? Hoặc là dùng đất bị phèn thì mình dùng sản phẩm quét
đúng như liều lượng khuyến cáo thì nó có giảm giảm hiệu lực lại không? Tôi muốn tăng, nếu mà phèn thì tăng liều lên để cho nó giữ vững, cho nó tốt hơn. Xin nhà khoa học giải thích cái này. Cảm ơn ý kiến của anh. Thì qua ý kiến anh, chúng tôi sẽ trao đổi thêm với bà con nông dân như thế này. Cái thứ nhất là cái phân sinh học quét này, nó là cái sản phẩm sinh học sạch, an toàn. Cho nên là bà con chúng ta không pha chung với các sản phẩm khác, tức là các sản phẩm mang tính hóa học, thì nó bị đồng quá, nó sẽ làm mất chất, làm ảnh hưởng đến cái hiệu quả của phân sinh học. Do đó các nhà khoa học người ta yêu cầu là khi mà công tâm sử dụng thì không có pha chung với các cái thành phần hóa học khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thì trong cái thùng phân sinh học quét đó là để là cái sản phẩm phân sinh học cải tạo đất. Khi bà con cũng biết là cái từ cải tạo, tức là làm từ cái xấu nó trở thành cái tốt. Thì riêng cái phân sinh học quét này là bà con thấy là trên cái bùn xua nó cũng in là cái độ pH là từ 8.9, tức là nó như cái độ pH nó cao như thế đưa xuống đất thì nó sẽ cân bằng được độ pH, tức là nó giải độc được phèn rất hiệu quả. Thì trước đây chúng tôi làm cái cây lúa ở trung tâm của Đồng Tháp 10, cái vùng này rất phèn rất là nhiều. Cho nên khi đưa cái phân sinh học quét này đến vụ thứ hai, vụ thứ ba thì cái vùng đất này nó giảm phèn rõ rệt, cây lúa phát triển rất là tốt. Do đó mà bà con nông dân chúng ta sử dụng cái sản phẩm phân sinh học quét này trên cái vùng đất như anh đã trình bày vừa qua đó, thì nó cũng sẽ góp phần làm giảm được cái độ phèn, tức là nó sẽ tẩy rửa dần dần cho cái đất nó càng ngày càng tốt hơn. Nếu mà con chúng ta không có ý kiến gì nữa thì coi như buổi hội thảo đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin thay mặt công ty xin chân thành cảm ơn anh Để là chủ nhà cùng tất cả bà con nông dân đã bỏ ra thời gian khoảng 2 giờ đến đây để trao đổi chúng tôi nhằm sử dụng hiệu quả cái phân sinh học quét. Thì chúng tôi mong rằng sau cuộc hội thảo này mà con chúng ta đem phân sinh học về sử dụng đạt hiệu quả cũng như những cái mô hình chúng tôi đã thực hiện trước đây. Thì một lần nữa thay mặt công ty xin chân thành cảm ơn và xin kính chào tất cả bà con nông dân.